Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay trở lại với clip hướng dẫn photo chứng minh nhân dân trên máy Canon thuộc dòng 2.5. Ở đây mình sẽ làm hướng dẫn trên máy 2.5/3.5. Ok, mình đã theo dõi ở trên mạng thì những cái clip về hướng dẫn photo chứng minh trên máy 2.5 trên máy thuộc hãng máy photo thuộc hãng Canon thì rất là ít, hầu như là không có luôn, cho nên mình làm clip này hướng dẫn cho những bạn chưa biết sử dụng photo chứng minh trên máy Canon thuộc dòng series 2.5 thì các bạn theo dõi nha. Rồi ok, ở đây mình sẽ trình bày như sau. Ở đây các bạn tưởng tượng đây là một cái chứng minh nhân dân nha. Ở đây để có tính bảo mật thông tin thì mình sẽ lấy một cái tờ giấy để làm giấy chứng minh nhân dân. Rồi ok, bây giờ mình sẽ photo cái bản này ra chứng minh trên một mặt giấy. Thì để photo chứng minh nhân dân thì rất là đơn giản thôi, và hiện tại ở trên máy photo này thì nó có sẵn chức năng đó mà nhiều bạn thì không biết. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn sẽ photo một mặt, rồi các bạn một mặt như vậy, rồi sau đó các bạn lật lại, các bạn để đây thì nó rất là tốn thời gian ha, rất là tốn thời gian và nó không được đẹp mắt. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn photo hai mặt chứng minh nhân dân trên một mặt giấy A4 hoặc là A5 cũng được nha. Rồi đầu tiên thì các bạn phải kích hoạt máy lên, tại vì máy photo mình đang ở chế độ nghỉ. Rồi thì đây các bạn, đây chính là cái giao diện của máy photo thuộc series 2.5. Thì các bạn để photo chứng minh nhân dân thì các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào nút pencil đó. Ở đây của máy photo Canon thì nó rất là thông minh, nó cho chúng ta sẵn cái chế độ là ID card copy đó ha. Ở đây thì các bạn hình dung cái đây như tờ giấy A4 nha, A4 hay là B5 gì cũng được nha. Thì các bạn bấm vào đây, tức là hai mặt chứng minh nhân dân trên một tờ giấy. Đây là mặt trước nè, mặt sau nè, hoặc là chọn trên đây thì hai mặt chứng minh nhân dân cũng trên một tờ giấy nhưng mà nó nằm hàng dọc. Thông thường bây giờ các phòng công chứng hay là ngân hàng thì nó sẽ dùng chức năng này, ít nay left right, tức là hai mặt trên một tờ giấy nằm bên trái bên phải luôn ha. Sau khi chọn xong các bạn bấm next. Rồi ở đây thì nó cho chúng ta các bạn là chọn khay giấy là khay tay hoặc là khay 1, khay 2. Ở đây mình sẽ chọn khay số 1 và mình sẽ bấm OK. Rồi các bạn bấm đón. Rồi sau khi chọn chế độ xong thì các bạn dỡ nắp ADF lên và các bạn đặt cái chứng minh nhân dân. Đặt mặt số 1, mình sẽ quy định cái mặt này là mặt số 1 ha, các bạn đặt vào đây. Như các bạn đã thấy, các bạn đặt ngay cái mũi tên này cho mình ha, nó có đánh dấu sẵn rồi ha. Canon rất là thông minh ha, đánh dấu sẵn cho khách hàng ha. Các bạn đặt vô và các bạn đẩy nắp lại. Sau khi đẩy nắp lại thì các bạn bấm nút Start. Sau khi bấm nút Start thì nó sẽ hiện ra như sau. Nó kêu chúng ta là có muốn chỉnh cái chứng minh nhân dân đậm lên hay không, hoặc là nhạt, hoặc là chế độ auto. Nếu các bạn muốn đậm thì các bạn bấm đắt, muốn nhạt thì các bạn bấm like. Ở đây thì mình để mặc định ha, và tiếp tục các bạn bấm Start cho mình. Rồi các bạn bấm Start, các bạn để cái nút Projection Data nó đang chạy ha. Đây các bạn thấy đây, chứng minh nhân dân ha, nó photo cho chúng ta hai mặt trên một tờ giấy A4 ha, các bạn thấy không ha, mặt 1 nè, mặt của mặt 1 luôn, tại vì mình chưa có trở mặt chứng minh lại các bạn à.
cho nên nó sẽ phô cho chúng ta hai mặt như vậy luôn. Rồi, ok. Bây giờ tại vì mình muốn photo vậy cho các bạn biết trước và để mình làm thêm một lần nữa cho các bạn hiểu rõ luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ reset, mình sẽ làm lại cho các bạn một lần nữa. Lần này mình sẽ làm kỹ hơn. Thì đầu tiên các bạn phải chọn chức năng photo chứng minh. Các bạn bấm vào nút pencil và các bạn chọn chức năng ID card và các bạn chọn là chức năng đó ha, tức là hai mặt trên một trái hay phải hoặc là hàng ngang, và các bạn bấm next cho mình. Tiếp đến là các bạn chọn khay giấy, nếu mà các bạn photo giấy A5 thì các bạn chọn khay giấy A5 là cái tay ha. Đây mình chọn cái số 1 và bấm ok. Thì sau khi các bạn bấm ok thì các bạn bấm done. Sau khi các bạn thiết lập chế độ xong thì các bạn dỡ lên và các bạn đặt chứng minh nhân dân mặt số 1, tức là mặt đầu tiên trước vào trên mặt gương ha. Và các bạn để nắp lại. Rồi, ở đây các bạn chú ý kỹ ha. Sau khi đậy nắp lại thì các bạn bấm start cho mình. Thì sau khi bấm start thì nó sẽ hiện ra ha, cái nút, nó sẽ hiện ra cái bảng này để chúng ta bấm chọn. Nếu các bạn thấy photo lần đầu thấy nhạt quá thì các bạn bấm tắt như ở đây. Cái bảng này ha, thấy nhạt quá đúng không, thì mình sẽ cho nó đậm lên, bấm vào nút đắt đó. Và đó là lần bấm start đầu tiên là nó sẽ hiện ra cái bảng này. Và bấm, và các bạn để ý nè, cái nút project detection hoặc là data nó không có sáng đèn ha. Và bây giờ mình sẽ bấm nút start lần thứ hai thì cái nút start này nó đang sáng đèn, tức là nó đang quét mặt thứ nhất ha. Sau khi nó quét mặt thứ nhất xong thì các bạn để ý nè, khi sau khi nó quét mặt thứ nhất xong, tức là nó sẽ có cái đèn nó scan qua, thì các bạn dỡ lên, các bạn trở mặt cho mình, các bạn trở lên mặt số 2 rồi các bạn đẩy xuống. Rồi thì các bạn bấm nút start, đây là lần thứ ba là nó quét mặt thứ hai đó, các bạn để ý nha. Quét xong rồi, đây là nút data nó đang chạy nè. Quét xong rồi nó in ra cho mình luôn. Bây giờ các bạn coi nha. Hai mặt chứng minh nè, mặt thứ 1 nè, mặt thứ 2 nè, thấy không? Rồi ok. Thì khi mà các bạn photo chứng minh nhân dân á, thì mỗi lần các bạn photo chứng minh nhân dân á thì các bạn phải vô đây nha, pencil, thì các bạn bấm vào ID card, các bạn bấm next, các bạn chọn tờ giấy, các bạn bấm done. Thì mỗi lần photo chứng minh cho khách hay là ai đó thì nó rất mất thời gian, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn ghi nhớ cái chức năng photo chứng minh này. Lần sau các bạn không cần phải cài đặt cái này nữa ha. Các bạn chỉ cần bấm vào cái menu có sẵn là tự động, và các bạn chỉ việc photo thôi ha. Và bây giờ mình sau khi cài đặt chứng minh nhân dân xong rồi thì các bạn bấm vào pencil và các bạn bấm vào mode memory ha. Và các bạn bấm vào, ở đây nó có 4 cái trên đây ha, mình sẽ làm hướng dẫn bằng, thì có 4 cái menu sẵn trên đây ha, thì các bạn bấm vào cái đầu tiên cũng được, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn cũng được, nhưng mà mình mà cái ba cái này thì mình đã cài đặt rồi, mình sẽ không làm lại vì nếu làm lại chồng lên thì các bạn sẽ rất khó hiểu. Mình sẽ làm một cái menu mới ha, cái menu thứ cái M4 ha, thì các bạn bấm vào cái M4 nha, M4, các bạn bấm vào store, thì các bạn register name và các bạn, tức là các bạn bấm next và các bạn điền tên name, ví dụ như là photo, sẽ bấm nút khoảng cách hay là bấm photo chứng minh nhân
dân đó, các bạn bấm vào photo chứng minh nhân dân và các bạn bấm ok cho mình đó ha, thì nó sẽ ra là photo chứng minh nhân dân và các bạn tiếp tục bấm vào cái nút store và các bạn bấm nút store và các bạn bấm next thì nó sẽ hiện ra là photo chứng minh nhân dân và tất cả các cài đặt lúc đầu tiên mà mình cài đặt ha, là tức là ID card á, tức là cái chức năng photo chứng minh á thì các bạn nè, nó là cổ giấy A4R và màu là auto và chức năng là ID card và các bạn viết để lưu trữ lại. Rồi các bạn đẹp bạn đợi chút. Đó. Thì bây giờ nó sẽ cái photo chứng minh này nó đã lưu trữ thông tin nè. Auto phần trăm tức là rồi A4, rồi đậm nhạt, rồi ID, rồi các bạn bấm ok. Rồi các bạn bấm done. Rồi xong rồi thì như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái chức năng photo chứng minh xong bằng một chạm. Thì bây giờ mình reset lại ha và mình sẽ photo chứng minh cho các bạn coi ha. Các bạn bấm vào cancel, tức là các bạn không cần cài đặt ban đầu nữa, các bạn bấm cancel và các bạn bấm vào memory và các bạn bấm vào chứng photo chứng minh nhân dân và các bạn bấm ok, bấm done. Rồi các bạn dỡ lên rồi đặt chứng minh nhân dân rồi các bạn bấm start là nó sẽ ra cái chứng minh ha. Các bạn không cần phải thực hiện các bước cài đặt như đầu tiên nữa. Rồi ok, video mình hướng dẫn đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.